cha con nó đi đâu mà từ sớm mơ tới giờ không có thấy luôn á. Ai? Làm gì vậy? Dạ, thì em coi coi chuẩn bị đủ chưa, đặng còn cúng kiến nữa chứ. Chú cứ yên tâm đi, chị của chú chuẩn bị là thế nào cũng phải thiếu thôi. Thì tôi nói thiếu là thiếu cha con nó đó, hiểu không? Thì cha con nó mới sáng này thấy chở lên huyện chắc đi mua đồ gì cho con Như chứ gì. Kỳ vậy trời. Là sao? Con Như nó lớn bộn rồi chứ không phải con nít 1-2 tuổi đâu mà mắc gì chở lên huyện. Nó tự nó đi được mà, sao kỳ vậy trời? Cha con người ta hồi xưa giờ đeo nhau như Sam chứ đâu phải như chị đâu. Trời đất ơi, thì chị cũng biết tánh ảnh rồi. Hồi đó giờ anh chiều con Như là tao nói cưng như trứng mỏng, nhưng không thấy hả? À? Thì đó, tôi nói thiệt á, ở trong nhà này á, đối với nó thì tía nó là nhất. Ừ. Mà đối với tía nó thì nó là nhất. Tôi giống như cái cục thịt dư vậy đó. Biết vậy hồi xưa tôi đẻ cha nó hai đứa cho rồi. Vậy sao không đẻ đi? Lỡ lần đẻ lần cực mà ngẫm nghĩ thì thấy chị cũng tội nghiệp. Cái này tôi nói thiệt nha. Chỗ trong gia đình với nhau tôi nói thiệt chứ chị cũng chỗ là chị dâu. Mà tôi thấy chị mang nặng đẻ đau vậy cũng tội nghiệp. Mà tự nhiên giờ không tự nhiên cái con Như nó đeo con mình ổng nữa. Rồi bỏ chị ra rìa thấy cũng tội. Thì bởi nhiều khi tôi cũng đuổi thân lắm mà giờ biết sao được. Giờ nó lỡ nó kháng khích với cha con nó vậy rồi. Mà giờ tôi sao ta? Giờ đẻ nó đâu có kịp đâu. Kịp cái gì nữa? Trứng đâu đẻ? Già rồi đẻ đường nào? Đẻ giờ đội quần ngoài đường chi trời. Thôi bây giờ như nè, chị tìm cách nào đây coi như là lấy lại cân bằng ở trong cuộc sống đi. Ít chứ đâu phải vừa đeo ổng vừa đeo luôn chị, chứ không để cho theo ổng mình ổng kỳ vậy. Chú nói làm như dễ lắm vậy. Sao? Nó đeo ổng từ hồi nó mới lọt lòng nó tới giờ. Thì rồi. Nó đeo cái kiểu mà nó đeo ghiền á. Nó không có đeo tôi. Tôi nói thiệt. Giờ không biết làm sao cho nó đeo đây giờ. Tôi nói chị không có gì mà khó hết trơn á. Tôi thiệt á. Chị cứ nghe lời tôi đi. Tôi chỉ chị sao chị làm vậy. Tôi chắc chắn là thế nào nó cũng ngã về phía bên chị à. Được không? Trời đất ơi. Tôi em tôi nói gì mà tôi làm không được. Chị không thấy ngoài thằng tía ra là nó là lúc nào cũng đeo tôi như Sam vậy thôi. Không thấy sao. Cái gì cũng hỏi chút nó hỏi tôi à. Đúng. Là một người mẹ đâu thể nào mà thất thế với tía nó như vậy được. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Hay quá. Vô cái chú Hiền. Nhưng mà nếu mà tôi mà làm cho nó mà nó đeo chị á là chị phải thưởng tôi cái gì đó được đó nha. Chú yên tâm đi, con mà về phe tôi cái gì tôi cũng thưởng. Cái đi chú. Yên tâm, con Như thế nào nó cũng thương chị bằng với ông. Nói liền tôi nghe. Hay chú Hiền ơi. Cái này ha, đỏ nè, vàng nè. Đây, cái này là để đưa cho ba bay lì xì cho mấy đứa nhỏ ha. Còn cái này á, năm mới em chúc mình được dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui trong người. Ta nói làm ăn thì phát tài, để cho vợ con được nhờ, yêu thương vợ con nhiều hơn nha mình nghe. Mình yên tâm đi. Người ta, thế gian người ta nói á, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Nhưng anh á, cái câu nằm lòng là tàu khang chi thê mới là đạo chồng. Vợ chồng mình nghèo từ thú túc đi lên, cho đến chết anh vẫn không quên bỏ mình đâu. Đừng có nghĩ vậy nghe không? Anh thương mình tới chết luôn á. Nè, anh có ý này hỏi mình nè. Dạ. Năm nay mình khấm khá rồi, mình có lì xì cho con gái nhóng nhóng xíu không? Mắc cười ghê luôn á. Đầu năm đầu tháng không lẽ tôi la mình đó chứ. Mà sao? Bây giờ tôi nói mình nghe nè. Mình phải giữ cái nề nếp cũ. Tại vì sao? Tại vì cho dù mình có khá lên thì mình cũng phải giữ cho con sống theo cái nếp đó. Chứ không phải mình vừa khá lên một cái là mình dạy hư con đâu. Mình hiểu không? Mình còn thí dụ như mà mình muốn cho tiền thì mình thấy lúc nào nó cần thì mình cho. Chứ còn cái tiền lì xì á là mình chỉ lì xì cho con nó lấy hên đầu năm thôi. Mình nói thiệt không hay có móc gì tôi cũng nghe. Chứ hoàn toàn là tôi không có xài phung quý gì đâu rồi, đừng có trách móc à. Ôi trời đất ơi, tao nói không lẽ năm mới nhắc chuyện năm cũ.
đó chứ hổm ai ai chở con Như đi sắm một mớ đồ Tết mới ơi là mới vậy. Cái đó má nó đó, từ hồi đẻ nó ra tới bây giờ hết cái thau nói tới giờ có bao giờ được như vậy đâu. Lâu lâu có cục vàng thương nó chút xíu có gì đâu. Chứ chứ không lẽ nào giờ không mua đồ cho nó vậy, từ lúc nó mới nhỏ xíu không lẽ nó lớn lên nó mặc có hai bộ đồ. Thôi cứ giữ cái nếp đó đi, lì xì là lấy hên thôi, còn muốn cho thì khi nào cho cũng được. Đó đi má. Ôi da mẹ xíu té đứa gì mà nó đi té đèn à đi má. Không hôm nay đẹp anh chị, hồi nó ăn Tết nói nhà trang mà đi nó ăn Tết đủ rồi tôi thấy không á, ngồi con trà cho Út. Dạ. Trời ơi mình ơi mình ơi mình ơi, cái gì mình thấy cái gì không? Ôi ôi con mình nó đẹp quá. Ôi con ơi, nhìn con mà má thấy được cái hồi tuổi trẻ của má nó rõ ràng luôn, nó in ở trên này nè. Chị yên tâm đi, hồi trẻ nó coi nó vậy chứ nửa giờ già nó không giống chị đâu. Ôi trời ơi, mới mùng 1 luôn. Vui đó. Nếu mà nửa giờ già nó giống chị vậy nó cũng dễ thương. Dạ. Chú cũng nói là cái dáng giống cha. Dạ. Thôi mà, con thương má. Rồi rồi, thôi vì cái lời hay ý đẹp mà chú mới vừa nói á. Dạ. Đây, chị lì xì cho chú. Trời đất ơi. Mày chấm ra để tao chú tấn cho mày. Dạ, năm mới em chúc anh chị năm mới này dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, muốn gì được đó. Qua năm nay bắt đầu kiếm thêm đứa con trai đặng cho sang bằng lại trong gia đình. Để chị than quá. Có nếu có thể ha, thôi vậy anh lì thì chú cũng trả luôn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Con có gì đâu chị thở gì vậy? Tự nhiên mùng một má cọc ngang con. Sao, nhưng mà sao cọc? Có gì đâu cọc. Ôi là trời, tôi già rồi tự nhiên chút có thêm đứa con trai khác nào kêu ổng có vợ khác. Đâu có, bậy bà hồi đó vợ anh thương chị quá trời đó. Đó tự có nhiên đâu mà. Ý em nói là thí dụ như có thêm đứa nữa thì nó vui thì gia đình mình sang bằng lại đúng không? Rồi thí chút dụ... người ta mà. Chị cũng nói như sao mà đeo ảnh hoài bây giờ có thêm đứa con trai nó đeo là chị. Thôi mà tôi hy vọng nếu mà tôi có con trai cũng không có như chú. Rồi đi ra, xí ra. Rồi. Nó kệ giống tôi dễ thương. Cũng cần vô tía lì xì nè con. Vô trong mặt. Xì con nè. Trời ơi. Dạ, con cảm ơn tía. Con chúc tía năm mới thật là nhiều sức khỏe. Và tía lúc nào cũng là một chỗ dựa vững chắc cho con với má. Má mày nó vững chứ tía má. Cha con mình dựa má mày á. Rồi, thấy chưa con gái tôi mở miệng là hương là hoa. Thấy chưa, đây. Chưa, con thì con phải chúc má riêng chứ. Đó. Bây giờ để má chúc con trước nha gái. Dạ. Đây, cái này là má mừng tuổi con nè ha. Năm mới chúc con càng ngày càng xinh đẹp giống như má hồi trẻ nè. Lúc nào cũng thông minh sáng suốt trong cái chuyện nè, học hành nè, đi làm nè, ra đường được nhiều người thương nè, nhiều người mến ha. Rồi dạ. Càng ngày càng thương má nhiều hơn thương tía. Được ăn thịt mỡ giống má con nha. Nói nhờ sao có lì xì của tía má này. Thôi, nó chơi. Nó khác màu. Trời. Mình cứ như vậy không? Có gì đâu, chuyện này là khác màu để ta dễ phân biệt, thấy không? Chú, gì đâu phân biệt chứ? Hả? Chú, thật sự là phân biệt, phải có sự phân biệt. Tại vì sao? Tại vì một người mạng kim thì phải xài bao màu đỏ, mặc bộ đồ màu vàng. Còn cái người mặc bộ màu đỏ thì phải xài cái bao màu vàng, hiểu không? Rồi, nó bị ngược lắm. Anh hiểu rồi, rồi. Thôi, giờ... chú cháu ở nhà ăn cơm đi, cơm nước có sẵn rồi. Còn mình đi theo tôi qua bên nhà hàng xóm chúc Tết rồi nó. Thôi mình, từ nào giờ vợ chồng mình sống với nhau á, đâu có được cơ hội này đâu. Cho nên giờ còn có ba ngày xuân à. Mình đi bên mình, anh đi bên anh đi. Mà nay đứa thì xì cho đã đời ha. Ai vậy đi cũng được. Như đi theo tía con. Dạ thôi. Ủa sao rồi? Năm nào con đi với tía mừng. Dạ thôi, năm nay con muốn đi với má. Ủa qua năm mới đổi mới đúng không? Năm dần là cần là có. Vậy giờ về đi hai anh em ở nhà đi. Đi con đi với má. Đi cái đấy. Đi đường này, đi đường này, đi đường này. Con đi chúc cho tía. Đi với má. Ba chúc. Đi mình đi qua nhà của nó ba nè. Từ nào cả. Ê mày có lì xì nhớ về chia chú của mày. Về chú. Ủa sao nó thân má nó hồi nào cả. Cái nào giờ nó đeo tôi như Sam mự. Ủa cái này là phải hỏi nó chứ sao hỏi tôi trời. Cái này mắc cười nghe. Đúng không? Cái này từ hồi đó giờ là nó đeo anh. Tự nhiên năm nay là bắt đầu năm mới lại đeo má nó. Là anh phải đặt quyền của giáo hội là tại sao con Như nó lại theo má nó. Ủa gì theo chú là tại sao? Là tại vì sao? Là tại vì bây giờ là thời thế nó tạo ra anh hùng. Hiểu không? Thời thế gì có giặc gì đây mà anh hùng nữa à cả. Trời ơi ông này thiệt.
không lẽ giờ tôi nói thiệt chứ không lẽ giờ tôi thì... có ai mà nghĩ tôi với anh là anh em ruột không? Thì em biết cái điều đó rồi, em giải thích cho anh hai coi, anh thật trời thà lắm. Trời đất ơi, ông thiệt, ông khờ, cái gì mà ông khờ tôi chịu không nổi luôn á. Làm sao? Bây giờ á, tôi nói cho anh nghe, cái gì nó cũng phải có nguyên do của nó, thấy không? Hồi nãy anh thấy lúc mà nó gỡ cái bao lì xì của má nó đưa cho nó không? Thì anh cũng có lì xì chứ bộ. Ai không biết anh lì xì. Nhưng mà cái vấn đề là anh có thấy là nó dở cái bao lì xì của má nó không? Chi vậy? Thì nó coi trong bao lì xì. Chú vậy rồi. Nữa. Anh chị là thống nhất lúc nào cũng lì xì bằng giá, không có chuyện là trên dưới đâu à. Ui chu cha mẹ ơi, thiệt tôi khổ anh ghê thiệt. Bây giờ nè. Tôi hỏi anh nè, tại sao hồi đó giờ là nó đi chúc Tết với anh? Mà bây giờ á là nó lại đi chúc Tết với má nó, mà sau khi nó dở cái phong bì của má nó ra coi xong nó dòm trong đó là rõ ràng nó thay đổi là gì? Anh lì xì cho nó nhiều. 100. 100. Anh chị là thống nhất cho 100, hai anh, người. Anh thống nhất đúng không? Nhưng mà chị lại không thống nhất vậy. Thấy không? Anh thấy là một cái màu đỏ, một cái màu vàng đúng không? Anh là màu đỏ. Hồi nãy chú nói là phân biệt vậy hả? Nè. Là sao? Cái bao này màu đỏ của anh nè đúng không? Bao này màu vàng của chị rồi đúng không? Nó lật ra nó coi bên anh 100 ngàn. Bên chị tới 500 ngàn. Hồi nãy nó cho tôi coi tôi thấy. Thì bây giờ tự nhiên đùng cái bả nó lì xì cho nó tiền nó cao lên vậy, tất nhiên là nó phải theo bả thôi. Trời ơi, gì là vợ anh là lén lì xì con như là 500 ngàn hả? Lén cái gì, ở nhà này anh cũng quyết định được gì đâu mà lén. Nhưng có cục dạng giận nó nghiêng theo bả rồi anh tính sao? Chú giúp anh coi làm sao mà cho nó cân bằng này coi. Ý anh là muốn theo cho nó... Cho nó theo lại bên anh đó. Nó theo lại bên anh đúng không? Đúng rồi. Thì dễ thôi, có gì đâu. Thì giúp anh đi. Núi này cao còn cái núi kia cao hơn, vậy thôi. Cái gì núi anh với chị thôi. Còn bây giờ tôi hỏi ông nè. Sao? Hồi nãy ông lì xì cho nó 100. Mà má nó lì xì 500. Có phải là má nó lì xì hơn ông không? Đúng rồi. Đó thì bây giờ ông muốn cho nó quay trở lại với ông á, bình thường lại như cũ thì có nghĩa là sao? Ông phải lì xì gấp đôi má nó. 1 triệu hả? Ôi, ông làm gì mà ông kẹo nó ghê vậy? Vợ chồng ông mới được cây vàng, đúng không? Mới được cây vàng thì giờ sao? Một cây vàng nó làm bây giờ là tới mấy chục triệu. Mà ông tiếc gì có 1 triệu cho nó Mà còn giữ cục vàng lại đâu, cục vàng gái nè. Thôi được rồi, lát về anh đưa nó 1 triệu. Thôi ông ơi, ông thiệt đúng tào lao. Ông lì xì tận tay ai mà đưa về. Ông làm vậy là có như nó nguội hết trơn rồi. Không lẽ giờ về cứ đưa cho nó vậy là chị ba biết. Chứ giờ là, bây giờ anh hỏi làm sao nè. Bây giờ ông làm vậy là coi như là chị biết. Rồi nó cũng không có trân trọng được nữa. Ông có lấy tiền đó, ông bỏ trong bao lì xì đi. Anh đưa cho tôi. Tôi chạy ra tôi nói với nó. Nè con, hồi sáng này á, tía con có lì xì cho con nhưng mà đưa lộn. Thấy không? Rồi bây giờ là để lấy cái đó là đưa lại cho nó thôi. Hay lắm, chú nói này hay lắm. Trời quá hay luôn. Trời bỏ ơi. Vô đi, bỏ đúng, vô. Đúng rồi, anh biết rồi. Bây giờ nè, anh lấy cái này ra. Rồi. Bỏ vô 1 triệu nghe. Rồi. Rồi em đưa nó giùm anh nha. Rồi. Rồi bây giờ nè. Phải 1 triệu không vậy mấy tờ? Phải 1 triệu hai tờ nè. Đó. Em thói lại 100 đi. Cái gì thói gì 100? Cái 100 hồi nãy lì xì cho cháu đó. Trời ơi, bây giờ em đưa tờ này em lấy nó lại. Thói lại cho anh. Ông tên gì? Ông thứ mấy? Thứ 9. Thứ 9 chứ đâu phải ông thứ không đâu, ông kẹo với ông nội. Thì trời ơi, bây giờ tôi giúp ông mà tự nhiên ông tính 100 với tôi thôi nè. Thôi anh xin lỗi thôi, ấy đi con cắt đi. Giúp anh đi giúp rồi. Mệt ghê. Chị biết nhau. Rồi, yên tâm. Rồi. Từ nay con Như nó sẽ theo anh như cũ. Anh cảm ơn em nha. Được mà, để đó. Chú. Thử. Ôi dạ, ôi. Thấy giờ, thấy chú hay không? Hay nhưng mà cũng có công của con chứ bộ. Trời đất ơi, công cái gì? Thì cái kế của chú mà cũng có công của con. Thì đó, rõ ràng. Đầu, đừng nhìn. Khoan, hồi nãy hai cái bên đó chú đây mở rồi, hết sống hết rồi, bây giờ kiểm tra lại thôi. Nè, bên đây con còn nữa này nghe. Nè, bên chú được nhiêu rồi? Cái này tiền riêng của chú mà, từ. Đó. Ôi. Rồi, đây nhiêu? Đây đường 1.5 triệu nè. 1.5 triệu. 1.5 triệu, 500 nữa nè. Rồi. Hết chưa, có kỹ nè. Kiểu nữa. Ai lì xì vậy? Tiếu má còn chứ ai. Cầm. Đếm lại hết còn được nhiêu chú. Vô bánh. 6 triệu. Trời ơi, 6 triệu. Bây giờ, nè, mấy năm trước á, tía má con á, có bao giờ mà lì xì mà được nhiều vậy không? Không có đâu, tại cái kế của chú mới được nhiều vậy đó. Thì đó, thì bây giờ vậy là phải biết ơn chú đúng không? Đó. Thì bây giờ mới chia nè. Đó, chia. Chia. Bây giờ á, mình ở đây là mình có 6 triệu. Dạ. Đúng không? Có 6 triệu rồi bắt đầu là mình sẽ chia. Chia 73. Rồi, 73, con chia. Dạ, con 7.
6 triệu 6 lần 7 bốn 2, con 4 triệu 2, chú 1 triệu 8. Ủa nó nghe nè, mày lớn hay tao lớn hơn? Chú. À thì đúng rồi. Chú mà, đi nhường cháu. Ai là người bài đăng kế này? Thì chú. Thì đúng là tao, thì mày cũng phải ít nhất là phải làm sao cho con đẹp đẹp chứ trời. Thôi bây giờ như nè, tao 7 mày 3 là đúng nhất nha. Cái gì con 3? Mà 4 triệu 8. Ờ. Con 3 là nhiêu? Thì nó là mày 1 triệu 8. Thôi. Thôi không được đâu. Thôi vậy chia đều đi, chơi vậy nó không công bằng. Ủa mày học đâu ra cái thói mà trả giá hay vậy mày? Thì cũng tiền của tía má con mà, đúng không? Tía con mà... cũng phải được hưởng phần nào chứ. Thì mày hưởng là cái chuyện đó chuyện của mày rồi. Thôi, chủ nhiên chú lấy hết của con vậy. Thì bây giờ là chia 50-50 phải không? 50-50 đi, 50-50. Đó, người 3 triệu. Vậy đi, phải vui vẻ không? Vui vẻ gì? Nè, tao thấy bắt đầu mày giống tao rồi nha, có cái gen đó nha. Cái gen là cái gen mà gọi là thông minh á, tính toán mình được cái chất xám mình ra để mình kiếm tiền. Mà mấy mốt á, con mà muốn kiếm tiền xài Tết á, là con phải nhờ chú. Để chị biết không, chú chỉ ra cái cách để mà mình kiếm tiền là chú cháu mình chia nhau xài. Dứa cho mọi người. Trời ơi, ba, con kinh tục rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Má. Gì? Má ba gì? Ha? À, dạ. Bây giờ chú giải thích tôi làm sao đi chú Hiền. Dạ, cái này là tính lì xì. Không, của con, chú Hiền. Con nín. Đếm giùm, con nín. Má biết hết kế hoạch của hai chú cháu vậy rồi. Từ ra sắp lên đừng có nói gì với má nữa hết á. Con thì con lấy này giống như con bỏ heo, con để dành lại mốt con cho má. Thôi, không thương cái thứ như mấy người nữa. Thôi mà, con cái rượu mà. Thôi dẹp đi, không có con cái rượu gì hết trơn á. Dạ, chị thôi, chị tha em, chị đừng nói gì với anh hết trơn á. Ông biết hết trơn rồi, ông ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, nhưng mà con ba mày ông nóng rừng người đó. Con ý là chú xúi con nha, chứ con không có biết gì trơn á. Thôi khỏi xúi gì hết trơn á. À. Đi qua đây với tao, đi qua đây. Hai chú cháu có cầm không đi không? Giờ này mày dám sổ vậy hả? Dạ không phải, cái này là không phải do em đâu, do nó... Như nó xúi em. Trời ơi. Không phải, có nghĩa là... Tại vì em cũng có tiền xài Tết thôi, thành ra là mới làm vậy. Thôi anh chị tha cho em lần này. Trời ơi, tía. Bà xử nó đi, để uống cho tôi. Xử cái gì mà xử? Đó, em út vậy đó, dạy hư con cháu không à? Đâu có đâu mà. Đi vô nhà với má. Chú xúi con chứ còn... Mày nín. Biết. Đi vô. Đi. Bây giờ chú nói gì tôi đây chú Hiền? Đi vô. Chú nói gì tôi đây? Giờ em biết nói gì giờ anh. Thì anh chị cũng biết hết rồi. Em thì không giấu gì với anh chị rồi. Em cũng cần tiền xài Tết. Với lại là Tết rồi mình phải có tiền để lì xì cho con cháu. Em bày cái trò ra vậy để em có tiền. Có gì đặng em lì xì cho bé Như cho nó vui chứ. Chú muốn gì sao chú nói với anh? Chú làm như vậy đó là chú bày đầu cháu, chú làm hư cháu biết chưa? Dạ, thôi em xin lỗi anh. Dạ. Chú mà lãng hoạn nữa là năm nay không có tiền xài Tết đâu. Có mấy cái lá cây mà nó rủ quét hoài. Chú Hai. Chú Hai. Lỗi chú ơi, chết thằng vậy đó, đợt sớm sát đi đâu mà sáng xa sáng xả vậy? Dạ, nên má con kêu qua coi phụ chú Hai được gì phụ. Mày phụ gì? Mày có biết làm gì đâu phụ. Mày lại biết làm chứ, để con vô con rót miếng nước cho chú Hai nha. Dạ. Đi đứng té tới té lui lệch thệt, mà đòi làm lễ nhà này. Chán ghê. Chú Hai, uống miếng nước đi rồi để con... Con phụ cho, nha, yeah, uống nước đi rồi con phụ cho. Ủa, mày kiếm gì vậy? Dạ, có hồng ở nhà không chú? Ủa, vậy là mục đích mày qua đây kiếm hồng chứ đâu phải kiếm tao phải không? Không có, má con dặn con là qua đây coi phụ chú gì được không? Với lại tặng chú ít quà vậy mà. Ủa, hồng nó đi chợ rồi. Không có nhà đâu mà kiếm mất công. Dạ, Hồng đi vợ chút về vậy con. Ở đây là con phụ con lau chùi cho chú Hai ha. Rồi cái con quét con dọn bàn sạch sẽ cho chú Hai ăn Tết. Mày đâu biết làm mấy chuyện đó đó. Biết đó. Phải không? Mày muốn làm rể nhà tao đó. Dạ. Là phải đâu ra đó đàng hoàng. Phải không? Đàn ông thì cho ra đàn ông. Dạ. Đàn bà cho ra đàn bà. Phải không? Phải biết làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Chứ không có tứ đổ tường nha. Dạ không. Chú Hai ơi, con ở sớm giờ đó giờ con là nghiêm chỉnh, con là không cờ bạc, không thuốc lá,
không rượu bia, không gái gú, cà phê không luôn. Vậy thôi mày đi chết cho rồi đi. Dạ. Sống gì mà cái gì mày cũng không hết trơn. Vô chùa tu đi. Không mà nếu mà em Hồng không lấy con thiệt, chắc con cũng vô chùa tu luôn á. Thôi tao lại mày, đừng vô chùa. Ta đang chổng, ta đang yên, đang bình đó. Mày vô chổng nội bộ chùa, ta rấu lên nữa. Tao nói ông Phật đang ngồi, thấy mày bước vô cái ông bỏ vào lá, ông chạy liền đó. Thật thiệt đó. Ủa sao chú? Cái mặt mày gian lắm. Có đâu, con có gì đâu mà con gian. Con là chú Hai yên tâm đi, con là thương Hồng lắm rồi, thương chú Hai nữa. Con cái gì con cũng làm được hết trơn á. Con là làm ruộng nè, bắt ốc nè, bắt cá nè, làm mương ruộng, sửa nhà sửa cửa con làm được hết á. Tao nghe mày kể một loạt đó, không có cái nào làm có tiền hết chứ. Bắt ốc bắt cua gì, bắt ốc bắt cua cho con tao ăn hả? Vậy nó lấy mày về từ tối ngày mày đi bắt ốc bắt cua cho nó ăn vậy đó hả? Không, bắt cái về làm đồ nhậu thôi, còn đi kiếm khác bạn. Tào lao, tao nói mày đó, con tao là cành vàng lá ngọc nha. Ở ấp trên đó, hổm đài đó, tao đem chầu cao tới rần rần mà tao chưa có nhận ai đó. Đúng, chú Hai đúng, chú Hai làm đúng. Ở đó xa lắm, làm gì mà mình phải nhận làm gì. Ở đây mình kế bên, tối lửa tắt đèn, gần nhau lắm. Có gì con còn qua, nhậu chú Hai chơi được. Ủa sao mày mới nói mày không nhậu đây, giờ mày nói mày nhậu chú Hai. Dạ, nhiều khi chú Hai thích thì con không dám từ chối thôi. Thôi được rồi vậy nè. Dạ. Ở tới ngày đưa ông Táo về trời đó. Dạ. Qua đây mày nấu thử ông cơm ông canh, cúng ông Táo về trời tao coi thử có được không. Được thì tao gả, còn không thôi. Ờ... chú Hai ơi, nhà má con cúng cá chép rồi mua đồ ngoài chợ về cúng không mà đâu có nấu gì. Vậy thôi khỏi. Vậy thôi khỏi. Dạ được được, chú Hai muốn là con làm được hết, con làm được hết. Dạ được hết. Dạ dạ, nên để con phụ chú Hai con quét trước. Thôi vậy được rồi, về đi. Cái chuyện này tao nói mày tao làm được. À còn cái này nữa, má dặn con đem qua. Dạ má con đi chợ nguyên ngày lựa quá trời lựa luôn, tặng như chú. Trời đất ơi, bây giờ ông kìa, bây giờ bông hoa của tao đó còn là bông thiệt không đó, còn mới đem mày tặng tao cái kem mai giả. Vậy là con người của mày là con người giả dối phải không? Không phải đâu, cái này má con lựa kỹ lắm á. Không ấy giờ con đạo lỗ, con cái con trồng xuống cái vài bữa nó lên cây thiệt á. Trời đất ơi, mày làm như mày trên trời rơi xuống. Thôi đi về mày. Dạ, để con phụ. Ông Kiều Yến à. Dạ. Con quất một cái mắc dịch bây giờ nè. Khoái con gái người ta mà đem đồ giả lại tặng. Đúng bệnh nó chắc giả không á. Ôi má, má ơi, má. Ủa? Gì đi đâu lẹ trời, chưa có dặn gì mua đồ cho mình hết trơn á trời. Tiếc cái tình luôn á, chưa có dặn gì hết trơn á trời. Má nè. Má gì má đi nhanh như vậy, con chưa có nhờ mà dặn má mua đồ giùm con gì hết trơn á trời. Má đi đâu rồi, mua gì rồi? Mua gì bay? Thì má mua cho ai? Má mua đồ giùm con mà mua cho cha Hai đúng không? Dạ đúng rồi, con mua tặng cho chú Hai. Ủa sao má biết hay vậy? Nghe cái hơi là biết rồi anh ơi. Khổ quá à. Mà mua cái gì? Mua cho nhà mình sao thì má mua thêm phần vậy nữa. Rồi má mua thêm một phần gì má cúng ông Táo gì đó. Với má mua thêm bông vạn thọ với hai cây đèn cầy gì nữa đó. Khoan. À? Nhà thằng Chả thì Chả mua. Mắc mớ gì tới má? Hả? Khổ má quá à. Thì cái đó là không có mắc mớ tới má, nhưng mà mắc mớ tới con. Bây giờ là con của ông thì con cũng phải biết điều chút xíu chứ má. Thì má giúp con đi. Mà hay quá ha. Trong nhà trong cửa không biết ức giáp gì tới cái chén cũng không biết, mà năm nay lo cho nhà người ta quá hen. Rảnh ghê á. Trời ơi má ơi, con cua người ta thì má cũng được dâu mà, má cũng thích Hồng mà đúng không? Thì đó thì mới bút con dâu má về phục vụ cho má cũng vậy thôi. Thôi được rồi, để má mua cho. Dạ. Mà nè, mỗi năm cúng ông Táo là má cúng bình thường, cúng sơ sài à, chứ má không có làm mâm cao cổ đầy gì đâu nha. Mà bây giờ cha Hai chả làm cả mâm vậy đó, không lẽ kêu má qua bệnh nấu luôn hả mày? Thôi má cứ nấu đi, má cứ mua về má nấu đi rồi con bưng qua cho được không? Thôi vậy đi, cha này chướng lắm. À, thôi, tôi đi chợ nghe, trễ giờ rồi. Trời đất ơi, đi ra chợ không còn cái gì ăn nữa luôn đó. Rồi, đúng rồi, cấp đi. Để, nhiều khi con kiếm chú Hai chút xíu. Dạ. Chú Hai,
sao anh ngồi chơi chứ hai? Mày nói chuyện với điện thoại với ai mà tao đi ngoài đường tao nghe quang gì chung? Dạ gần Tết rồi nên con nôn, con nôn phải chứ hai. Chú hai uống phê nha. Mày có biết uống cà phê đâu mà biết pha? Con không biết uống cà phê nhưng con pha được lắm à. Được không? Dạ pha cà phê được lắm, chú hai ngồi đi con pha cà phê chú hai uống nha. Chú hai ngồi đi, ngồi đi nè. Con làm gì vậy? Làm gì như gà mắc con, vậy? Con Hồng đi. Đừng cản con Hồng nó đi với thằng đó kìa. Chú Hai thấy không? Đi với nó là sao? Mày cái gì mày cũng từ từ chứ, mày bình tĩnh đi. Con Hồng nó đi với thằng đó đó là nó thử thách để coi thằng đó là sao đó. Mày cái gì cũng bình tĩnh, cái gì mày hào hư bột hư được hết. Mày biết đó thằng nào không? Thằng đó là thằng Duy, anh nó ở bên bờ kinh đó chú Hai. À, thằng Duy ở sống bờ kinh đó hả? Dạ. Thằng này như nó mồ côi cha mẹ mà phải không? Đúng rồi, nó mồ côi cha mẹ. À, thì cứ từ từ, để coi mày theo dõi nó đi. Ủa sao con Hồng nó quen với thằng nào nó không cho tao hay ta? Chú ở nhà chú còn không biết, chú là ba kỳ vậy, làm sao con biết? Từ từ, để thử thách thằng này coi sao. Dạ. Không? Coi thử coi nó có hơn mày không? Không? Nhưng mà tao nói cho mày biết nha. Dạ. Thằng rể tao đó là phải đầy đủ nha, phải tài đức vẹn toàn nha, phải biết tất cả mọi mặt nha mới làm rể tao được à. Dạ chú hay yên tâm. Chứ không phải lơ mơ đâu nha. Tía yên tâm. Tía con sẽ dành hết tủ xương của con, cuộc đời của con lo cho Học. Dạ yeah. Dạ. Rồi nó tao về khỏi uống cà phê mày. Chắc dạ. Bà pha tao nghi dở lắm. Pha cho má mày uống đi. Dạ. Đỡ nói đi con. Mày cứu em Hồng hả? Tao chơi từ trên ống chơi xuống, tao chơi với tía của Hồng nha mày. Mày coi đứa nào hơn đứa nào. Đỡ đi con. Đây. Đây, bỏ lên cho em cẩn thận nha. Em muốn bỏ bên nào? Bên này đi. Bên này đi. Ha. Rồi. Đó, để sát coi chừng đổ nha anh. Rồi. Vậy được chưa? Rồi, quá đẹp. Bỏ cái này lên. Đó. Hay. Đó. Nhìn xong thích quá đi. Vậy được rồi ha. Được rồi đó. Hồng ơi. Chết cha, tía em về rồi, giờ tía sao ta? Vô phòng em đi, vô phòng. Tía. Đâu mà nhà cửa, dân thanh, dân theo. Tía mới về. Tía ngồi tía. Chào con. Dạ. Hôm nay cúng con táo gì đó? À, dạ. Con cúng như mọi năm luôn tía. Nhưng mà hình như là mình cúng con táo là mình phải có cái chép nữa là đủ ha tía hả? Sao mỗi năm hoài con phải khác chứ. Năm nay á, thêm mâm cơm nữa đi. Cho ông táo ăn cho no rồi ông cởi cá chép về để bỏ đói ông về chển ông kể ông nói mình dưới này bỏ đói ông nữa. Trời ơi con thấy là tại vì tía khó quá đó. Nhưng mà thôi đi con làm không kịp đâu. Không mấy mình cúng đại đại về được không tía? Thôi muốn làm gì thì làm. Tía cũng chuẩn bị xong hết rồi đó. Con chỉ lo nhiêu đó thôi, lo nhà lo cửa cho nó sạch sẽ thôi. Dạ. Tía tính Tết năm nay xong rồi đó. Tía gả chồng cho con nha. Chứ tự nhiên gả chồng con vậy? Trời đất ơi, sao tự nhiên được? Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng chứ không lẽ mình tính ở vậy hoài. Thấy thằng Trung á, con bà Sáu lần đó thấy cũng được đó. Cũng miệng mồm, nói năng đồ cũng lưu loát, cũng hiền lành, có hiếu thảo. Thấy cũng giỏi giang đó, biết làm ruộng, làm vườn, bắt cua, bắt ốc đầy đủ. Thì thấy á, nó đi làm xây dựng, nó làm hơi xa, nhưng mà cũng có tiền á con. Tía, sao con thấy ai nói gì tía cũng tin hết á. Con nói thiệt đó nha, con không biết là anh Trung giỏi giang sao, làm tiền bạc sao con không biết. Nhưng mà nếu mà tía nói là ảnh mà giỏi mấy cái chuyện mà làm nông đồ này nọ là con không có tin đâu. Tía nghĩ đi, anh Trung á là con cưng của dì Sáu, dễ gì ảnh biết làm mấy cái chuyện đó. Với lại tía thấy không, ảnh là con một á nha, không bao giờ mà dì Sáu cho ở rể với tía đâu. Tía thấy đúng không? Đâu có được. Tao làm việc với bà Sáu sao, tao bắt bà làm cam kết đàng hoàng nha. Nếu mà không cho bắt rể đó là xù. Chỉ thôi, để sau này bà đừng có nói tới nói lui với tao. Cái gì mà tía làm đám cưới mà sao tía căng thẳng quá à? Trời ơi, có cái đẹp phải căng chứ. Với lại tía ơi, con không có thương anh Trung, con thương người khác rồi. À nhớ rồi, cái thằng mà hai đứa sáng nắm tay đi trên bờ mẫu, cà nhông đó chứ gì phải không? Sao tía biết vậy tía? Sao, sáng ngồi quán bà Sáu thấy hai đứa đi đó vậy, thằng đó phải không? Anh Duy á, anh cũng giỏi dữ lắm tía.
cái gì anh cũng biết làm hết á. Với lại hả, anh chỉ có cái là không có cha mẹ nữa thôi. Nhưng mà như vậy thì anh sẽ về đây ở rể, rồi anh sẽ chăm sóc con với tía. Tía thấy con nói như vậy có hợp lý không? Thôi vậy cũng được. Bữa nào kêu nó qua đây gặp tía, tía phỏng vấn nó vài câu. Dạ con chào tía. Con qua từ sáng giờ. Con chào chú hai. Quỷ thần thiên địa ơi, mày đâu trong phòng gác đâu mà chạy ra mày? Dạ không phải đâu tía. Hồi nãy anh phụ con dọn bàn thờ, xong rồi cái tía về bất ngờ quá, cái con kêu ảnh trốn. Dạ đúng rồi đó chú hai, con chưa kịp làm gì hết đó chú hai ơi. Ủa, rồi nếu tao về không kịp thì mày tính làm gì? Con... Tao giết chết nha, tao giết chết mấy thằng ở xóm này kiểu đó rồi đó. Tía, tụi con đâu có làm gì đâu tía. Dạ đúng rồi đó chú hai, tụi con chưa có làm gì hết đó chú hai ơi. Để về trong đó, tao nói gì ngoài này nghe hết rồi phải không? Dạ con nghe hết rồi. Nói lại tao nghe coi. Dạ, muốn làm rể nhà chú hai là phải đẹp trai, học giỏi, phải con nhà giàu nữa. Đó mấy đứa gái cần chứ tao đâu cần chuyện đó chị. Nhưng mà cái vụ giàu đó là thôi, nếu mà có thì cũng được. Nhưng mà tao nhìn cái tướng mày chắc không có tiền nhiều đâu. Tía ơi, anh không có giàu gì nhiều. Nhưng mà nói chung con thích cái gì anh cũng chiều con hết đó tía. Tía thích nó có chịu không? Nói chung là con sẽ cố gắng chú hai. Dạ. Tao nghi cố gắng nổi đâu, mấy cái thằng mà cái đầu mướt mướt là tao nghi chắc là có cái mã bên ngoài thôi, chứ cái ruột ở trong trống lỏng à, phải không? Thôi tại vì con gái tao nó thương, thôi tao cũng chấp nhận bỏ qua chuyện này. Nhưng mà để ngày mai đi, tao mời chúng tới đây nè, rồi tao ra đề thi, rồi hai đứa bay thi, tao gọi tao làm giám khảo tao chấm. Thằng nào được là về đây làm rể nhà này, còn không bỏ bụng vô thúng lấy 10.000 tiền xem ra không. Dạ phải không? Dạ. Giờ còn chưa tới nữa bắt người ta ngồi đợi vậy đó. Em sao giờ em mới tới vậy? Trời ơi, em biết là anh đợi em lâu rồi. Nhưng mà biết sao không, tự nhiên á hả, tía sai em làm quá trời công chuyện luôn á, em đâu có đi được. Vậy còn Trung sao? Nó mang đồ qua nhà tía rồi sao nữa? Thì tía khen chứ sao. Cái đó không phải là anh nấu đâu, em biết thừa luôn á, vì xấu nấu. Nhưng mà tía có khen không? Thì tía đâu có nói gì đâu. Tía nói là hả, không quan trọng là con đường đi, mà quan trọng là cái kết quả thôi. Tía nói hả, mẹ nấu cũng được, con nấu cũng được, miễn sao cái đồ ăn ngon em với tía ăn được là được rồi. Nhưng mà vậy không công bằng với anh. Người ta có tía má, còn anh đâu có tía má đâu. Không ấy em nấu giúp anh được không? Thôi, trời ơi, em có biết nấu mấy cái món đó đâu. Nếu mà nấu hở như là trứng chiên nè, rồi rau luộc nè, thì em nấu được. Biết sao không, hồi nhỏ giờ hả, toàn là tía nấu em ăn không à. Thì đó, chính vì cái lý do đó nên tía mới nói là hả, tía muốn con chọn một người rể phải biết nấu ăn cho giỏi, là để sau này nấu cho em với tía ăn đó. Thì em nói cũng đúng. Mà công nhận ha, tía của em chọn rể gì đâu mà giống như chọn người giúp việc gì đó. Phải biết nấu ăn, phải biết làm đủ thứ hết đó. Ê, em có cách rồi. Em có cách hả? Ừ. Em có cách gì? Hồi nãy anh mới nói là tía chọn người giống người giúp việc. Ừ. Thì bây giờ như vậy đi, mình không biết nấu thì mình thuê người ta. Giống như là kiểu mình đưa tiền xong cái mình thuê người ta nấu, cái ta nấu cái mình đem cho tía ăn. Nhưng mà anh cũng có tiền đâu. Dạ. Em lo. Lâu quá vậy ta. Nó dặn là tới giờ này tới đi, để tía không biết nữa rồi chết với ổng nữa. Anh. Em. Trời ơi, sao mà quá trễ dữ vậy? Chờ nãy giờ luôn á. Trễ gì? Tại em tới sớm chứ bộ. Cầm tiền á, ngày mai á anh qua anh đưa cho người ta. Mà nhớ nha, bây giờ sắp Tết nhất tới nơi rồi á,
Hãy đưa sớm mình đưa trước á, người ta mới ưu tiên, người ta làm cho mình trước á nha. Nhưng mà kỳ này chắc chắn là thắng đúng không em? Chắc chắn. Trời ơi, em là con gái tía mà không lẽ em không biết tính tía. Chắc chắn. Thôi anh cầm đi, em về anh đặt cho liền nha. Em đi á, không thôi á tía kiếm được thì biết là chết luôn á. Nha nha nha. Em đi á. Tía má ơi, kỳ này là con cưới được vợ rồi. Tía. Không. Dạ. Con lấy tiền của tía không? Trời ơi, sao tự nhiên tía hỏi con kỹ vậy? Con lấy tiền tía làm gì? Chỉ trong nhà có hai tía con mình à, con không lấy. Vậy không lẽ tía đi lấy tiền của tía? Ý con là nhiều khi tía lớn tuổi rồi, tía cất tiền ở đâu rồi tía quên làm sao? Tao có gì tao quên chứ, bao nhiêu tiền là tao không có quên rồi đó. Thấy không? Tao cất chỗ nào, tao nhớ kỹ lắm. Tao cất nó biết bao lâu hồi xưa giờ cất tiền nữa không à. Không bao giờ mất, bây giờ tự nhiên mất là mất sao? Bây giờ tự nhiên tía hỏi con rồi sao con biết được? Không lẽ cái thằng ôn dịch hôm qua nó chạy vô buồn nó trốn rồi lấy tiền tao? Tía, sao tự nhiên tía nói vậy, nghi oan cho người ta tội nghiệp. Quan cái gì, thời buổi này không có tin thằng nào hết đó. Được rồi, để tao. Alo, có qua hả? Dạ em nghe anh. Dạ bây giờ là em làm luôn mấy cái món anh hay đặt nha. Cái thằng hôm qua mà nó lại nó đặt đồ ăn cô đó, nó nói với cô sao? Nó chỉ nói làm sao mà cái mâm cho nó đẹp và ăn ngon thôi. Rồi nó đưa tiền cọc vậy thôi à, chứ nó không có nói là món ăn gì hết trơn á. Nhưng mà tôi biết anh thích cái món đó nên tôi làm theo đúng ý anh luôn. Ủa? Sao cô biết làm cho tôi? Thì tại tôi thấy nó đi chung với con bé nhà anh á. Rồi nó nói giao qua cái xóm đó. Thì tôi biết anh chứ ai, xóm đó có ai đặt đâu. Thôi được rồi, cảm ơn cô nha. Giờ về nè, tình hình khách khứa tôi hồi người ta hết rồi. Thôi bây giờ khỏi có nấu nướng gì hết á. Để khi nào cần á tôi gọi. Rồi bây giờ ba cái tiền đó con cứ giữ ra đi. Rồi diễn nha, cảm ơn cô. Nào. Tía tía, sao tía tía quen cổ luôn hả tía? Trời đất ơi, trứng mà đồ khôn hơn vịt hả con. Thôi bây giờ vậy nè, tao nói rồi, tình hình này tao thấy không ổn rồi. Thằng ôn dịch vật nó tham lam kiểu đó, xấu tính quá à. Giờ tao không gả lại cho nó nữa. Bây giờ tao kêu bà Sáu qua, tao gả lại cho chung. Tía. Không nói tao nó lui gì hết, quyết luôn. Kỳ cục, lục nát trong bụng chứ mà cũng không có là sao? Nhớ để trong tủ rõ ràng. Kỳ cục vậy. Nhà có mình anh mình à. Không lẽ trộm vô đây lấy? Mà lấy thì nó lấy hết. Mắc gì nó lấy cuốn sổ. Suy nghĩ không ra. Để ngay đó nhớ mà. Đâu có ai lại đây đâu. À, có bà Tư. Tư ba lợi mấy lần ba năn nỉ mình bán miếng đất cho bà mà mình không bán. Không lẽ nào bà âm mưu bán cắp cái sổ của mình. Đúng rồi, bà Tư chứ không ai vô đây. Mẹ này tới số. Cô Tư. Dạ. Chờ em xíu. Anh uống gì em mừng luôn nè. Cho tôi lấy cà phê. Xong rồi đó, cô ra cô ngồi đây tôi hỏi chuyện cô một chút nha. Chờ em xíu nha. Dạ. Dạ. Mời anh hai uống cà phê. Mà bộ làm gì mà anh ngầu quá vậy? Anh kiếm em mà mặt anh căng thẳng, bộ có chuyện gì
em không phải với anh hai hả? Cô có gì á không đúng với tôi, sai trái với tôi, thành thử cô mới nhìn tôi vậy. Cô sợ tôi chứ gì? Sợ, sợ, tự nhiên thấy sợ quá. Ừ, có tịch nhúc nhích phải không? Tịch hả? Em đâu có tịch gì đâu anh hai. Bây giờ tôi hỏi cô nè. Dạ. Cô có ý gì với tôi? Cô khai thiệt đi. Làm gì vậy? Tôi chóng mặt lắm rồi nghe. Bộ anh hai biết rồi hả? Trời đất ơi, trên đời này đó không có cái chuyện gì tôi không biết hết đó. Thấy không? Ngoài ra đừng có làm thôi. Còn đã làm rồi đó, đừng có qua mắt tôi cho mất công. Em nhớ là em cất nó kỹ vào trong rồi. Em đâu có bộc lộ ra ngoài đâu mà sao anh hai biết được hay quá vậy ta? Cất ở đâu? Cất ở đâu thì cứ đem ra đây đi. Sâu lắm. Sâu cỡ nào tôi cũng nhìn thấy hết á. Sao anh tin mắt quá vậy? Cô nhìn nè, cô nhìn vô mắt tôi nè. Đó, cô nhìn vô mắt tôi nè. Con mắt tôi thấy vậy chứ đừng có ai qua cho mắt không lắm. Thôi mà anh hai, em chỉ nhìn anh sơ sơ thôi mà. Tôi nói đêm em quên ăn, ngày em quên ngủ. Em cầm chén cơm lên á là em nhớ tới cái mặt anh hai à. Em uống ly nước em cũng tưởng tượng ra cái mặt của anh hai. Rồi em làm gì em cũng thấy anh lờn dờn trước mặt. Nhiều khi á bật dậy thấy anh đi lởn vởn ở ngoài sân. Bởi vậy tôi nói con người mà làm cái gì mà nó không đúng rồi đó thì ăn không yên, ngủ không ngon đâu. Nhớ tới giật mình với gì. Đúng rồi, em giật mình. Huống hồ gì bây giờ anh kêu em nhìn thẳng vô mặt anh, sao chịu nổi trời. Tôi nói thiệt cô nha, tại vì tôi nghĩ á anh em ở trong xóm không à, thành thử á tôi không có nói nặng nhẹ gì cô. Em biết. Bây giờ cô thật thà khai báo đi đó. Hiện bây giờ cô cất nó ở đâu, đem ra đây cho tôi. Đem ra được hả? Trời đất ơi, thì lấy của người ta phải đem ra đây cho người ta chứ. Ủa, thì em lấy của anh sao em đem ra đây được? Cái đó đâu có đem ra được. Sao không được? Mình lấy mình cất ở đâu thì bây giờ tự tay mình đem ra chứ. Ủa khoan khoan, thì có đó, em có cái gì đó với anh á, nhưng mà em không có lấy đưa cho anh được. Làm sao mà chối được? Ủa có cái gì đó hiểu lầm á nha. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Em lấy cái gì của anh? Bây giờ tôi nói trắng ra luôn nè, không có giọng gió tam quốc gì nữa chứ á. Cô lấy cái sổ đỏ đất nhà tôi phải không? Cái gì? Ủa té ra nãy giờ anh nói vụ sổ đỏ hả? Ừ. Trời đất ơi, vậy em nghĩ cái chuyện khác. Khác là chuyện gì nữa? Ôi là trời ơi, em làm gì mà có lấy cái sổ đỏ nào của anh. Em nói thiệt luôn á, em có qua nhà anh chơi thiệt. Nhưng mà làm sao em biết cái sổ đỏ anh cất cái chỗ nào mà em lấy? Trời đất ơi, cô đừng có qua mắt tôi cô Tư à. Nói thiệt cô á, tôi nhìn thấu tới tim đen cô á. Cô không lấy vậy chứ ai vô nhà tôi mà lấy cái sổ đỏ của tôi? Có ai biết cái chỗ tôi cất không mà lấy? Chỉ có cô thôi. Đủ rồi nha anh hai. Nãy giờ qua đây uống cà phê mà tôi thấy anh chưa có uống một cái ngụm nào mà anh kiếm chuyện với tôi hơi bị khá rồi đó. Ăn uống gì vô cô Tư? Anh nghĩ sao mà tôi đi lấy cái sổ đỏ của anh nè ha. Anh đừng có tưởng là tôi thích anh, tôi khoái anh. Rồi bắt đầu làm tới cho dù tôi có thích anh 9 xe 10 vàng đi chăng nữa. Anh nói bậy về tôi không có chịu nha, không ưng cái bụng rồi đó. Tôi từ xưa giờ đó, tôi không có nói bậy với ai hết. Tôi nói là chính xác à. Bữa cô qua nè, cô dụ tôi, cô mua miếng đất. Tôi không chịu bán, thấy không? Cô rà tới rà lui, cô để ý cô liếc vô cái tủ. Cô thấy tôi để cái sổ đỏ đó cô lấy. Bây giờ cô không trả tôi là tôi báo với công an đó. Tôi nói cho cô biết vậy đó. Nè, giỏi thì báo đi. Bây giờ tôi nói cho anh biết nè. Uống thì uống, còn không uống thì anh về giùm cái đi. Để cô Tư, cô Tư. Cái miếng đất sao rồi cô Tư? Cái miếng đất bữa cô nói với con á thì từ từ cô tính cho. Nhưng mà miếng đó được trồng ok rồi là mình cọc thôi chứ. Để mất. Hiểu, cô hiểu. Bây giờ chỉ có đặt cọc thôi. Nhưng mà bây giờ cô chưa có sẵn sàng. Có gì cô sẽ điện thoại cho con. Đi về đi. Rồi nhớ nha. Không được là tôi mua miếng khác à. Rồi. Đó, thấy chưa? Còn chối cãi nữa không? Bởi vì tao nói trái nhà mới lòi ra mặt chuột. Thấy không? Cạn đìa mới biết lóc chê. Còn nước biết đâu rô sạch. Chính cô ăn cắp cái sổ đỏ của tôi phải không? Đất nhà tôi mà cô còn dám đem đi bán cho người khác. Vậy thì cái sổ đỏ tôi đâu? Thôi mà anh hiểu lầm rồi đó anh hai. Không có lầm gì hết á. Bây giờ cô không trả phải không? Tôi lên báo công an xã nè. Đó. Anh hai.
Ôi là trời, thiệt luôn á, tôi muốn giúp người thôi mà. Dạ. Ủa? Tía con cái gì? Mẹ đất ơi, sao về tối vậy con? Dạ. Về sao không báo tía trước? Sao rồi? Dạ. Ăn uống gì chưa? Dạ. Ủa? Ai đây? À, dạ. Trời ơi, con mới về tới, tía hổ quá trời, con trả lời không kịp luôn á. Dạ, con xin báo cáo với tía. Tụi con mới ở huyện gì à? Lên huyện cái tụi con chụp hình cưới. Dạ, cái xong rồi chụp xong rồi cái tụi con ăn ở trên đó luôn rồi. Con xin giới thiệu tía, đây là Hiền, vợ sắp cưới của con. Dạ, con xin phép dẫn Hiền về đây ra mắt tía. Và xin tía luôn cho tụi con làm đám cưới à. Ủa, tính chừng nào làm đám cưới? Dạ, làm liền. Trời đất ơi. Dạ. Còn có mấy ngày nữa Tết, để qua Tết rảnh rỗi công việc làm đám cưới luôn, làm gì gấp vậy con? Tía, cưới luôn đi tía. À, dạ, con chào tía. Chắc là sắp tới tía sẽ là tía tương lai của con đấy ạ. Ở ngoài Bắc á thì con sẽ chào bằng bố. Con xin giới thiệu, con tên là Hiền, là người yêu của anh Duy và sẽ là con dâu tương lai của tía ạ. Thế à? Dạ. Dạ, đúng rồi tía. Nhưng mà từ từ, không thẳng cưới, đâu có gấp gì đâu, đúng không? Đâu, cưới luôn tía. Cho tụi con cưới luôn. Bữa tía có nói với con là con học ra trường xong á, rồi kêu con lấy vợ, rồi tía cho con miếng đất, số vốn con mừng ăn đó. Thì giờ con muốn lấy tía cho con cưới. Tía cũng nói vậy tía nhớ chứ. Nhưng mà bây giờ còn có mấy ngày nữa Tết rồi. Dạ. Để qua Tết đi, rồi tía lên thầy bảy tía con ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới cho con. Tía có một mình con à, phải tổ chức cho nó đàng hoàng chứ. Trời đất ơi, thằng này mà cưới vợ mà làm như giặt tới hối dữ vậy. Dạ thưa tía, chắc là tía cũng biết rồi đấy. Tụi con về gấp gáp trong đêm như thế này thì tía chắc cũng hiểu tình hình như nào ạ. Ý cô muốn cưới liền hả? Dạ, chứ không thì tụi con hồi tía làm gì ạ? Liền trong đêm nay luôn hả? Dạ, đêm nay ạ. Quý thần ơi. Phải cưới ngay chứ ạ, không thì bẻ kèo mất ạ. Ủa, bẻ kèo là sao? Bẻ nợ ạ. Không tiếc là nợ gì đâu, nợ không có nợ, không có nợ mà nó tiếc nợ. Bè bầu tiếng xong có cháu nội đó. Có bầu rồi hả? Dạ, tiếc có cháu nội. Có bầu đẻ. Dạ đúng rồi. Rồi đẻ xong rồi qua Tết con nó lớn rồi từ từ làm đám cưới sao, con gấp gáp gì đâu. Bây giờ tụi bay không có giải quyết cho Tư chết trước Tết cho tụi bay vừa lòng mà. Tư à, Tư ơi, chuyện đâu còn có đó mà. Từ từ rồi tin. Từ từ cái gì mà từ từ, mà biết là quỷ hoại danh dự của Tư biết bao nhiêu lâu nay không? Ôi trời ơi, cứ làm loạn hết cả lên. Có cái gì đâu mà cứ căng thẳng thế nhở? Thế bây giờ có phải là ông ấy đang nghi bà ăn cắp đúng không? Cái gì nữa? Bà có ăn cắp không? Không. Thế thì làm sao mà phải xoắn? Trời đất ơi, mà nói gì khác nào là mày bình chọn. Bởi vì mày đâu có nằm trong trường hợp của Tư, mày đâu có hiểu thanh danh của Tư đẹp bao nhiêu lâu nay, hàng xóm láng giềng người ta tin tưởng Tư cỡ nào. Vậy mà bây giờ một phút chốc thôi người ta nhìn Tư với cặp mắt khinh bỉ. Mày nói xoắn hả? Mày không xoắn hả? Trời ơi, mày Tư xoắn. Không phải đâu Tư à. Sớm này ai cũng biết Tư mà, ai cũng thương Tư hết, ai cũng hiểu Tư là người nhiều chuyện, đâu có ai nói không. Rất là lo cho nhiều người trong xóm. Rồi thứ hai nữa là bây giờ con cũng đang tính, bây giờ con có cách rồi, con cũng suy nghĩ ra rồi. Bây giờ nghĩ luôn tới cái chuyện mà để đám cưới, nhưng mà để đi, qua Tết đi đám cưới đi. Rồi ổng cho miếng đất, rồi cái không bán rồi con gửi cho Tư. Tư yên tâm đi, Tư đừng đi nói lung tung, đừng có khóc nữa, đây con chịu không có được. Chứ mày nghĩ đi, bây giờ mà Tư chờ tới chừng đó rồi, trời ơi biết bao nhiêu là danh dự của Tư. Nhiều khi tới đó người ta còn tẩy chay Tư luôn, không chừng trời chết Tư. Vấn đề ở đây là bây giờ con nói cái gì ba con cũng bác ra hết rồi. Thậm chí con nói là bây giờ bên đây có bầu luôn rồi kìa. Mà ông cũng bỏ luôn ăn bên luôn. Ông nói giờ cận Tết rồi không có làm gì được hết trơn á. Đám cưới rồi cận Tết không có cưới. Qua năm ri rồi đăng ký lại thì tích. Cái gì? Ông tính vậy luôn đó. Theo tôi ấy, thì tía anh á, già rồi khó lắm, không có lừa được đâu. Khó cái gì? Ông làm thầy giáo bao nhiêu năm nay mà. Cái gì? Thầy giáo ấy hả? Đúng rồi. Ôi dồi thôi, thế là cha làm thầy, con đốt sách rồi. Thôi nha, đừng có nói vậy nha, sỉ nhục gia đình tôi nha. Hồi đó giờ tôi không có đọc sách thôi.
Bây giờ tụi bay tính sao tính đi chứ tôi thấy cái điều này không ổn rồi. Tết nhất tới nơi rồi tôi không thể nào chịu nổi cái ô nhục này. Ê, nãy mày nói sao? Dạ. Đã nói với ông già tía là có chữa rồi. Dạ. Mà vẫn cứng rắn không chịu cứng. Đúng rồi. Đúng. Cái này là mình phải dùng cái biện pháp mạnh hơn. Mình tăng cái đô lên. Làm gì còn cái gì nữa đâu mà tăng. Cỡ đó mà ổng còn nói thôi qua năm đi rồi tính. Qua năm đi rồi có bầu lại đi tính kìa. Có bầu lại. Bởi vậy ổng nói là cái giờ bây giờ bầu này cuối năm không tính. Qua bầu qua năm đi rồi tính. Chơi kì. Có bầu mà làm như đi chợ. Tôi tính như này này. Bây giờ hai người nghe tôi nói. Tốt nhất là anh vay dì Tư của anh bao nhiêu tiền rồi đấy trả cho bố anh. Xong chưa? Trời ơi cái gì vậy? Đã nói rồi nha. Xong chuyện rồi từ từ tôi gửi tiền nha. Xong chuyện rồi tôi mới gửi tiền nha. Chứ giờ tự nhiên đòi nặng nặc ở đâu ra mà đòi. Chứ bây giờ tía anh già như thế tôi lừa làm sao được. Ê. Bây giờ anh thú xếp anh trả tiền tôi đi. Tôi còn về thành phố tôi làm ăn. Không có cái kèo này tôi còn kiếm kèo khác. Chứ ở đây với anh mất thời gian quá. Ê. Đừng có nhục tóc bất đạt. Sau khi tôi cười một cái giờ tôi mới sực nhớ ra một chuyện. Thế là như nào? Có kế hoạch. Có kế hoạch à? Mày ngồi im đó. Rồi rồi. Đi im đó. Sao? 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 Hiểu chưa? Trời ơi, nể gì Tư thiệt luôn á. Trời ơi, cái chuyện khó nghĩ vậy mà gì Tư cũng nghĩ được. Đúng là cái sớm này đồ không sai mà nhiều chuyện giả bẹt. Mới là tổ sư của Diễn Xuất này. Cao thủ, cao thủ. Hay quá Tư ơi. Ê, nhưng mà cái gì cái cũng không qua được đồng tiền. Nếu mà chuyện này xong thành công tốt đẹp là Tư phải được thưởng gấp đôi đó nghe. À, yên tâm, chắc chắn phải có rồi. Sao thoát được? Chắc chắn sẽ thành công. Cái chuyện quan trọng vậy đó mà tụi nhỏ nó không chịu nói với tôi mà đi nói với cô. Đây nè, uống một cái đi rồi tôi nói cho anh nghe lý do làm sao mà không nói với anh. Tại anh khó quá làm sao tụi nó dám nói. Cảm ơn con. Đó, cái này tụi nó hai đứa hẹn nhau qua quán của tôi uống nước nói chuyện. Tụi nó không có kể gì với tôi hết mà tại do tôi nghe lén tụi nó nói. Tôi cảm động quá, tôi thấy tội nghiệp quá. Chứ cái tánh tôi, tánh anh như mặt trăng, như mặt trời đâu có hợp nhau. Nhưng mà tội nghiệp hai đứa nó, tôi mới qua tôi nói chuyện với anh. Tánh tôi bạo đồng vậy đó, được không? Ai ngờ vậy đâu, tưởng nó mới quen thì từ từ qua Tết làm đám cưới có sao đâu. Ai dè đâu gấp quá, lỡ có bầu có bị thì cũng đâu có gì đâu. Không, mình cũng làm đám cưới thôi. Còn nếu ba của cháu mà bệnh nặng sợ chết bất đắc kỳ tử mà không biết mặt rễ đó thì thôi làm luôn cho vui. Đang nói thì tính đi đâu nữa vậy? Thì ngồi đây nói hoài cũng có nhiêu chuyện nữa thôi. Nhưng mà quan trọng là ông tính làm sao để cho hai đứa nhỏ nó biết nè. Thì tôi đi qua nhà ông thầy Bảy nè. Tôi coi đây tới Tết còn ngày tốt không. Rồi làm đám cưới luôn. Thế thôi. Mệt mấy người thiệt tình. Tuyệt vời. Hay quá. Tư ơi, Tư hay quá. Tại bắt tay này. Hay quá. Tư của mày mà. Nhưng mà từ từ. Cái gì? Bây giờ mới căng này. Căng gì mà căng? Bây giờ tôi mới là khổ. Bây giờ phải kiếm làm sao ra được một ông bố mà phải dở vờ bệnh nặng nữa. Mà bố tôi mà biết ra là tôi trục ẻo ông ấy gì có mà cạo đầu ấy. Ê, thường bệnh đã ốm lắm chứ không có mập nha. Đúng rồi. Tư có cách. Sao nữa? Tư có quen cái ông bạn đạp xe ba gác trên huyện á. Tôi nói ổng ốm mà tôi nói lòi hai con mắt ra luôn. Rồi sao? Nhìn ổng mà ai cũng tưởng ổng bệnh á, thì ra ổng có bệnh. Ổng mới bây giờ á nhờ ổng đi tại tư thân với ổng lắm. Cái thí dụ á mà sợ nhỏ này người Bắc, ông bạn của Tư người Nam thì mình kêu là ổng bị ung thư họng đi, nói không có được. Được không? Muốn gì viết giấy thôi. Trời ơi, vậy quá. Người Tư. Vậy nữa. Bây giờ con mới thấy cao thủ đấy, cao thủ siêu lừa. Trời, sao nhanh vậy tía? Cái này ta gọi là cưới ngay kẻo bể nè. Trời, bể nữa rồi.